Rồi, xin chào tất cả các anh em yêu quý thương hiệu đồng hồ Đưa Mắt chúng tôi nhé. Và hôm nay chúng tôi lại lên sóng để review với anh em một mẫu đồng hồ thương hiệu là Sun Drive đến từ Thụy Sĩ mà hiện tại đang có mặt tại hệ thống ngân hàng Đưa Mắt của chúng tôi. Thì em nó thì đây là một mẫu mới nhất mà Sun Drive vừa mới ra mắt trong cái tháng 12 này. Thì hiện tại là gian hàng của chúng tôi đang có 4 mẫu. Đấy, đang có 4 mẫu là gồm có màu đen trắng này, màu trắng này, màu bạc dây mặt trắng này, màu bạc mặt đen này, đấy, màu đờ mi đấy, mặt trắng này và màu đờ mi mặt đen. Đấy, thì để giới thiệu cho anh em thì ok thì bây giờ ta sẽ vào giới thiệu từng mẫu một anh em nhé. Đến với mẫu đầu tiên trước mắt anh em nhìn, nhìn thì đây là một mẫu đồng hồ có thiết kế rất đặc biệt, đó là mặt hình oval. Đấy, đây, anh, đây là một mẫu mà tôi thấy là mới nhất của thương hiệu Sun Drive, mà hiện tại là chưa có mẫu nào trên thị trường có cái mẫu hay như thế này. Và đây là một mẫu tôi đánh giá là rất là đẹp và bên tay nữ rất là đẹp luôn. Thì anh chị em mà sở hữu mẫu này thì khỏi phải nghĩ luôn. Vâng, mẫu này thì có size mặt đây, tôi đo luôn thực tế cho anh em. Ok, size mặt xem nào. Size mặt của em nó là 24 nhân với 27, 24 nhân 27. Đấy, 24 nhân 27 28. Đấy, được thiết kế là dây phần dây là có trái tim lồng nhau. Đấy, mà được khảm đá ở đây. Đấy, anh em nhìn này, rất là đẹp luôn. Đó. Đây. Rất là đẹp, ba đôi trái tim. Đấy, đối xứng giữa hai bên dây. Đấy, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đây tôi cho chạy này. Cái vòng pendant này đều được đánh đá pha lê nhá. Đây, hoặc là cọc số. Đấy, cọc số vạch số 12 giờ thì nó là số La Mã, và những cọc số từ 1 cho đến số 11 này đều là đính đá pha lê anh em ạ. Đấy, thì ngoài ra nữa trong mặt đồng hồ số cọc số 6 giờ này. Đấy, được đính đá. Được đính đá pha lê trái tim rất đẹp luôn. Đó. Còn về chất liệu của em nó thì anh em biết rồi, đều là thép 316L. Không gỉ luôn. Vâng. Còn mặt kính là kính sapphire, đấy có chữ sapphire trong này đấy thì em này. Đó. Mặt hình kiểu dạng oval. Đấy, mặt oval cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Độ dày của em nó chỉ khoảng tầm 7 ly anh em nhé. Này 7 ly thôi. Đó. Tôi đo hẳn luôn cho anh em để chứng ngưỡng luôn này. Đấy, khoảng 7 đúng 7 ly thôi. Chỉ 7 ly thôi. Rất mỏng luôn. Như này là rất vừa đeo, rất vừa tay luôn. Thiết kế cực kỳ đẹp. Đây còn mặt đáy này. Mặt đáy của em nó thì bao giờ cũng có cái cốt. Đấy, anh em cào lớp bạc này ra thì là sẽ check được cái cốt là hàng chính hãng hay không. Đó, cực kỳ hay luôn. Ok, thì sang đến mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai giới thiệu với anh em là một mẫu là cũng giống như cái mẫu đầu tiên thôi, nhưng nó khác một chút, đó là mặt đen, trái tim màu đen. Đấy, anh em nào thích mặt đen tối thì đeo màu đen này cũng rất là huyền bí luôn. Đấy, thì thích nó đơn giản thôi ấy. Và thích màu đen nó hợp với mệnh, nói chung là ví dụ các bạn ví dụ mệnh thủy chẳng hạn, mệnh kim mệnh thủy đeo màu đen rất là ok. Đấy, nó rất là hợp với mệnh, cực kỳ đẹp luôn. Mặt đen thì bao giờ nó cũng sang trọng quý phái. Đấy, nổi bật luôn này, mặt rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp nhá. Những cọc số đá rất là lấp lánh luôn này, long lanh luôn, cực kỳ đẹp. Nói về chất liệu mọi cái thì cũng đều như nhau thôi, đều là kính sapphire. Đấy, vỏ và dây đều là thép 316L. Giá bán của em nó là đây. Giá bán của em nó là 2.390.000 anh em nhé. Đây, thương hiệu Sun Drive 2.390.000 thì anh em mua online thì chúng tôi sẽ giảm giá 20%. Các anh em thì nó chỉ còn là 1.912.000 anh em ạ. Còn có 1.912.000 anh em được sở hữu ngay này rồi. Ok, sang đến mẫu đồng hồ thứ ba. Trước mắt anh em là một mẫu cực kỳ đẹp luôn. Ví dụ các bạn nào mà thích nổi bật một chút, đấy, bạn nữ nào mà thích nổi bật một chút và
thích nó sang trọng một chút thì đeo màu mẫu màu vàng đờ mi này thì tôi nghĩ là không còn gì để chê luôn. Đấy. Thứ nhất là về thiết kế con này, mẫu này rất là đẹp luôn. Thứ hai nữa là về cái màu sắc của em nó thì nổi bật, đấy, long lanh luôn. Đấy. Đấy. Mặt trong thì là màu thép bạc. Đấy. Mặt này, mặt trước thì là được mạ PVD màu vàng và kim. Rất nổi luôn. Đấy, anh em nhìn kỹ này mặt này. Rất sang luôn. Rất sang luôn. Ok. Giá tiền thì cũng vậy thôi, đều là 2.390.000. Vâng, sang đến mẫu cuối cùng. Cũng là mẫu thứ tư của ngày hôm nay. Thì đây, trước mắt anh em nhìn thì đây là một mẫu có phiên bản là mặt màu đen. Đấy. Trái tim màu đen. Đấy, vàng đen luôn, trái tim vàng đen và kết hợp với đờ mi vàng vàng kim. Đấy, mặt rất sang trọng luôn. Tôi rất thích cái mẫu này luôn anh em nhé. Ví dụ là các anh em mà mua về tặng vợ, tặng người yêu nhân ngày 8 tháng 3 hoặc là nhân ngày 20 tháng 10 hoặc là Noel. Đấy, thì đấy bây giờ thì Noel cũng sắp tới rồi. Đây anh em nhìn này, Noel này. Đấy. Noel thì cũng sắp tới rồi. Anh em mà mua ngay trong cái thời điểm này thì chúng tôi sẽ giảm giá cho anh em sâu. Đấy. Ít nhất là cũng phải 20% anh em nhé. Đây. Đấy, Noel đến nơi rồi mà chưa có quà tặng đâu gấu thì cũng hơi buồn. Ok. Đây là một mẫu này là tôi đánh giá nếu anh em mua tặng thì rất đẹp luôn, khỏi phải nghĩ luôn anh em nhé. Ok, giờ thì tôi sẽ nhờ một bạn gái nhân viên của dân hàng để đeo thử 4 mẫu này cho anh chị em chiêm ngưỡng để ướm lên tay mình em nhé. Rồi ok, em đeo lên tay cho nào. Rồi đây anh em ơi, lên tay rất là đẹp luôn này, rất vừa tay luôn. Đó. Đây, rất yêu luôn này. Đấy, cái những cái món đồ như này mà để tặng vào những cái dịp mà ví dụ là 8 tháng 3, 20 tháng 10 hoặc Noel thì tôi nghĩ là quá ý nghĩa luôn, không phải nghĩ điều gì. Đây, lên tay đẹp không? Chất luôn. Đó, này. Đấy, rất sang luôn. Đấy, Noel đây. Noel thì đến, đang Noel đến nơi rồi đây mà chưa có quà tặng. Bạn nào, anh em nào mà chưa có quà tặng thì hãy liên hệ trực tiếp luôn với The Watt để sở hữu em nó ngay nhá. Ok, em đeo thử mẫu khác cho bạn. Rồi đây, đây là một mẫu đồng hồ thứ hai. Đấy, lên tay, mặt màu trắng. Đấy, dây vỏ đờ mi màu vàng, rất sang luôn. Đấy, lên rất đẹp luôn à, anh em nhé, rất chất luôn. Đấy, bạn gái thì rất thích những cái kiểu mà hơi xến một chút như thế này, phải là cái tim điều tiết tình yêu nó mới mặn nồng được. Rồi, đây là một mẫu trắng đen. Đấy, mặt màu đen, những các bạn nào mà thích cá tính thôi. Đấy, thì muốn đơn giản thì đeo màu trắng đen này rất là ok. Nhưng mà muốn nó sang trọng lịch lãm thôi thì đeo màu này cực kỳ đẹp, cực kỳ thời trang luôn. Đấy, đẹp chưa, sang cực kỳ luôn. Đấy, anh em này, đấy, độ dày này rất là đẹp luôn. Độ chịu nước của nó thoải mái nha anh em nhé. Vừa nãy cũng video này cũng đầu video này cũng quên chưa nói đến cái độ chịu nước của em nó. Chịu nước của nó là thoải mái, anh em đi mưa rửa tay hoặc là tắm giặt được thoải mái luôn. Cho nên là yên tâm, không phải nghĩ về nước non nhé. Ok, đến mẫu đồng hồ thứ tư. Đây, nếu mà bạn nào thích nó nhẹ nhàng thôi này, nhẹ nhàng mà không quá nổi bật đấy, thì đeo mẫu này quá đẹp luôn. Đấy, nhìn này, sang luôn, rất sang luôn. Đấy, quay xa hẳn ra cho anh em nhìn này, rất sang chảnh. Đấy. Anh ấy khách kìa. Rất sang luôn. Nhìn. Đấy, ok. Đấy anh em nhìn này, quá đẹp đúng không ạ? Rất sang luôn. Ok, rồi. Cảm ơn em. Đấy thì anh em nhá, yêu mẫu nào thì hãy comment dưới video này để sở hữu ngay em nó. Vâng. Ok. Thì đi kèm với sản phẩm thì bao giờ gồm có là hộp đây anh em này. Đây là một chiếc hộp Santa chính hãng. Đấy, trong hộp có một quả bông như này. Đấy, ngoài ra thì có thẻ bảo hành. Đây, đây là một chiếc thẻ bảo hành cứng của thương hiệu Santa. Đây là thẻ bảo hành quốc tế luôn. Đó, đây, mặt sau mặt trước. Ngoài ra thì sẽ có một chiếc túi Santa. Đấy. Mấy hàng chính hãng thì bao giờ nó cũng combo một bộ như thế này. Nó đầy đủ là có một túi thẻ và sản phẩm. Đấy, rất là chuyên nghiệp luôn. Trên 4 mẫu này thì anh em là kết mẫu nào nhất
thì hãy comment dưới video này hoặc là gọi điện trực tiếp số hotline trên màn hình của chúng tôi để đặt hàng và sở hữu em nó ngay nhé. Và thấy video này hay, ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho bạn bè để xem, cùng xem những chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất và gian hàng giờ gót của chúng tôi tại trung tâm thương mại đây, trung tâm thương mại giờ gót đời hoặc là trung tâm thương mại Nghi Cách Long Biên Hà Nội. Đấy thì có số hotline một cái đây để đặt hàng nghe em nói anh em nhé. Thì ngoài ra nữa thì là hãy like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ phát của chúng tôi ngày có nhiều những video hấp dẫn hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa, cũng như là review những sản phẩm mới nhất, hot nhất đến với anh em và quý vị. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin kết thúc video này tại đây. Anh em có thắc mắc gì thì cũng có thể comment dưới video này để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ chúng tôi. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào.